3. Bàn về chuyện giữ gìn tấm lòng, lập phẩm đức Người niệm Phật phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tức thầy dạy ta và những vị có đạo đức, từ tâm không giết, nên ăn chay trường hoặc ăn chay kỳ. Nếu chưa dứt được ăn mặn thì đừng đích thân giết, tu thập thiện nghiệp, tức là thân chẳng làm chuyện sát sanh, trộm cắp, tà dâm, miệng chẳng nói dối, theo dệt nói đôi chiều nói lời ác tâm chẳng khởi niệm tham dục nóng giận ngu si lại còn phải cha nhân từ còn hiếu thuận anh nhường em kính chồng hòa vợ thuận chủ nhân từ tớ trung thành nghiêm túc tận hết bổn phận của chính mình chẳng cần biết người khác có chọn hết bổn phận đối với ta hay không ta phải luôn chọn hết phận ta nếu có thể đối với gia đình và xã hội chọn hết tình nghĩa tận hết bổn phận thì gọi là thiện nhân. Thiện nhân niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chắc chắn khi lâm chung liền được vãng sanh bởi tâm hợp với Phật nên cảm được Phật từ tiếp dẫn. Nếu tuy thường niệm Phật nhưng tâm chẳng nương theo đạo hoặc đối với cha mẹ, anh em, thê thiếp, con cái, bạn bè, xóm làng chẳng thể tận hết bổn phận thì tâm đã trái nghịch Phật, khó thể vãng sanh do tự tâm phát sanh chướng ngại, Phật cũng không có cách nào rủ lòng từ tiếp dẫn được. Ấn quan Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển Thượng, một lá thư gửi khắp. Người học Phật nên giữ tấm lòng tốt lành, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt lành. Giữ tấm lòng tốt lành là phàm những ác niệm nghịch trời trái lý, tổn người lợi mình, vân vân đều chẳng cho khởi lên. Nếu khởi lên, bèn lập tức sanh lòng hổ thẹn, sám hối, khiến cho nó tiêu diệt ngay. Phàm, những tâm hiếu, để, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, lợi người, lợi vật, đều thường gìn giữ, hễ có sức làm được, bèn sốt sắng làm. Chẳng thể làm, thì tâm cũng thường nghĩ đến điều ấy. Nói lời tốt lành, là phải nói những lời có ích cho người, hữu ích cho vật chứ không phải là muốn cho người khác nghe xong vui sướng, mà gọi là lời tốt lành. Như giáo huấn con cái, và khuyên người làm lành, khuyên người kiên ác, khuyên người giữ vẹn luân thường, khuyên người tu phước, vân vân. Làm việc tốt lành, là tích cực làm những chuyện hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính anh, hòa thuận với họ hàng, sửa đổi phong tục cho tốt đẹp hơn. Phàm, tụng kinh, lễ Phật, niệm Phật, bái sám các Phật sự đều phải thực hiện bằng thân tâm cung kính. Ấn quan Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Nguyễn Thượng, thư rằng nhắc những người mới phát tâm học Phật ở quê tôi. Học Thánh, học Phật đều lấy giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vân giữ các điều lành, làm gốc. Lại còn phải giữ phận khiêm nhường, ẩn giấu tài năng noi theo cổ nhân, tận tụy giỏi theo đường lối thực tiễn. Làm được như vậy, thì học vấn lẫn phẩm hạnh đều vượt trỗi những kẻ tầm thường. Thông thường, những kẻ thông minh đều kiêu căng, khoe khoang, vô tài, chua ngoa, khắc bạc, tâm hoàn toàn thiếu sự hàm dưỡng. Kẻ ấy, nếu không suốt đời trắc trở, ác sẽ chết yểu lúc trẻ. Ấn quan Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Nguyễn Thượng Thư trả lời cư sĩ, từ thư dung. Tám chữ, hiếu, để, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, chính là quy củ, mực thước để làm người. Nếu ai chẳng tận sức nơi tám chữ ấy, chính là đã mất đi tám chữ. Tám chữ đã mất, thì là loài cầm thú đội mũ mặc áo. Người tuổi còn trẻ, thì cái khó chế ngự nhất là tình dục thế đạo hiện thời chuyên lấy việc hướng dẫn khêu gợi dâm dục làm mục đích. Các con tuy có âm đức của tổ tiên, chẳng đến nỗi xa đà lắm, nhưng cần phải dè dặt tự giữ gìn, mới hồng chẳng thẹn với cha ông. Nếu chẳng dốc sức tạo lập phẩm hạnh, bị dâm dục khống chế, sau này quyết định chẳng có thành tựu, hoặc đến nỗi đoạn mạng mà chết. Nay, ta gửi cho các con hai bộ lịch sử thống kỹ. Đây là những chuyện nhân quả báo ứng rõ ràng trích từ 24 bộ sử ra, hai cuốn gia ngôn lục. Đây chính là đạo trọng yếu để học Phật, là quy củ thường hằng để tu thân, hãy nên đọc kỹ. Câu Nam Mô A Di Đà Phật như đã nói, chính là diệu pháp để tiêu nghiệp chướng, chuyển phàm thành thánh, nếu có thể thường niệm thì tâm địa tự nhiên mở mang, thông suốt tri kiến tự trở về chánh lý, học hành, làm việc đều có lợi ích lớn. Huống hồ, này đang lúc thế đạo hoạn nạn, niệm Phật sẽ có thể gặp giữ hóa lành, gặp nạn trở thành chuyện may, lợi ích chẳng thể nói trọn hết, các con hãy nên hành theo gia ngôn lục. Đọc thọ khang bảo giám, thanh niên bảo thân, vân vân thì chẳng đến nỗi buông lung theo tình dục hoặc thủ dâm. Thiếu niên hiện thời, quá nửa mắt chứng thủ dâm. Đấy, thật sự là một con dao thật sắc giết hại cái thân vậy, hãy nên đau đấu răng dè. Anh các con là Đức Tấn, mong mỏi các con sẽ do Phật Pháp mà giữ vẹn hạnh nhà nho, đã sớm xin quan, viết thư khuyên lơn các con. Quan sợ các con bị nhiễm theo trào lưu thời thượng, trái nghịch với Phật, uổng phí tâm ta, vô ích cho các con, nên không viết thư ngay. Nay các con đã biết tấm lòng sâu đậm của anh mình gửi thư xin dạy dỗ nên ta chỉ nói những điều khẩn yếu những điều khác hãy tự mình chịu tận lực thực hiện lâu ngày sẽ chẳng khó gì mà dần dần biết được phải biết con người và trời đất cùng xưng là tam tài trời đất cao dày ai có thể biết được con người với tấm thân sáu thước sao lại có thể cùng trời cao đất dày khôn lường cùng xưng là tam tài cho được. Ấy là vì con người có thể kế tục bậc thánh đời xưa, mở lối cho hàng hậu học đời sau, dự phần vào cuộc sanh thành, dưỡng dục của trời đất vậy. Con người không thể giữ vẹn luân thường, Chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, thì đã mất cái danh nghĩa con người, huống hồ kẻ chuyên ôm lòng mưu mẹo, dối trá ý mạnh nuốt yếu ư người như thế còn thua kém xài lang hổ báo rắn độc rết dữ nữa còn có thể gọi là người được ư thường nghĩ đến lời ta đừng quên thì sẽ dần dần tự có thể dựa vào bậc thánh hưởng được phước nhân từ sống thọ ấn quan pháp sư văn sao tục biên quyển thượng trả lời thư cư sĩ ninh đức hằng và ninh đức phục những người cùng một sắc áo với tôi, hãy thường nghĩ, ta là đệ tử Phật, phải nên hoằng dương sự giáo hóa của Đức Phật, giáo hóa chúng sanh, để làm cầu bến cho cõi đời, báo ân đức của Phật. Nếu chính mình vẫn chẳng tự gắng sức, thì hóa ra đã tạo căn cứ cho những kẻ đuổi tăng, chiếm đoạt tài sản, biện minh cho hành động của chúng, bị kẻ tại gia chuyên rồng tu hành coi thường, há chẳng phải là tự mình chuốc lấy nỗi lo hay sao con người ai mà không mong được người khác tung hô nếu chẳng gắng sức tu trì thì chính là tự chuốc lấy sự chán ghét phật pháp chẳng thể bị bại hoại bởi thiên ma ngoại đạo mà chỉ bị bại hoại bởi tăng sĩ không tuân phụng giáo pháp và giới luật của đức phật ví như trùng trên thân sư tử tự ăn thịt sư tử chỉ vì thánh mất niệm thành cuồng cuồng khắc chế được ý niệm bèn thành thánh con người ai cũng có thể là nghiêu thuấn ai cũng có thể thành phật điều đáng quý là tự gắng sức vậy ấn quan pháp sư văn sao tục biên quyển hạ lời thông cáo nhún nhường của hội phật giáo ngô huyện tỉnh giang tô dành cho tăng chúng các tự viện